luôn. Wow. Thật cả mình. Quá trời to luôn. To nhưng mà nó bắn đây các bạn. Đây. Đây, cầm. Đó. Sao vậy? Đây. Tôi rồi. Wow. Hello, xin chào các bạn đến với chương trình kênh của tôi. Và tôi ăn món cua bự chà bá luôn. Hôm nay hai cha con ăn cua bự chà bá luôn nha các bạn. Đây bằng cái thau luôn á, đúng không? Mẹ tôi cũng ăn đấy. Ừ. Cái cua to bằng cái thau luôn đây, cái càng đây này. Đây. Đấy. Cái càng đây này. Đó, cái càng to đùng này. Cái càng to đùng. Con cua này gần 1 ký đấy các bạn. Chín lại. Nhưng mà nó ăn rất ngon. Thế bây giờ con ăn cái càng nào, càng to hay càng nhỏ? To. Có hai cái càng mà, hai cái này to bằng nhau này đúng không? To bằng nhau mà. Con ăn càng to. Ăn càng to nha. Càng này nhá. Hay càng này? Càng này to. Bằng nhau. Càng này. Ừ. Nóng đi con. Bố làm như thế điểm gì? Thì bố bóc ra cho. Wow. Rất là ngon các bạn ơi. Rất là ngon. Đây nước chấm đây. Từ từ để bố bóc lên này. Mẹ ăn nữa. Mẹ lấy ghế vào đây ngồi này. Kính quá nha. Đây. Con cầm cái này ăn này, chấm. Chấm đây. Cái gì? Nước à? Nước ngon đấy. Nước hút, con hút đi. Hút ngon đấy. Con cầm cái này, cầm cái này. Nóng. Không nóng. Con mang giấy. Không nóng mấy đâu, không nóng mấy. Cầm mang giấy. Dạ, mẹ cầm không nóng đâu. Để con cầm đây. Rồi, giờ vào cho các bạn. Đây các bạn, nhìn này rất là ngon. Đây các bạn, nhìn này rất là ngon. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời mình tí nữa. Nóng. Nóng rồi. Đây, cầm. Mời các bạn nha. Cái này càng to rồi. Rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ ăn nha. Ăn cái càng này. Chấm luôn nào, chấm cái này ngon hơn nữa con. Ngon không? Ăn đi. Ăn đi. Đây, mời cả nhà nha. Càng nhất to. Ngon con. Ngon hả? Cô này là ăn là tuyệt vời luôn đấy. Đây để bố kẹp cho. Mẹ bố kẹp cho con. Đây. Ngon. Ngon không? Tuyệt vời luôn các bạn. Đây. Ăn miếng này trước này. Ngon lắm đấy. To bự chà bá luôn các bạn. To bự chà bá luôn. Wow. Mình. Quá trời to luôn. To nhưng mà nó bắn đây các bạn. Đây. Đây, cầm. Đó. Sao vậy? Đây. To rồi. Wow. Ăn đi. Con cứ ăn đi, không sao đâu. Sao bắn? Không bắn được đâu. Bắn vào con sao được. Ngon không? Cái này là cái trắng trắng nè mẹ. Trắng trắng nó không ăn đâu. Trắng trắng. Giống như ăn. Cái xương của con cua ấy. Ngon gì? Rất là ngon. Quá tuyệt vời luôn. Bố bóc cho mẹ ấy. Bố bóc cho mẹ. Miếng to này nhá. Được không? Ăn đi, không sao đâu. Anh ta sợ. Rồi. Rồi. Chén có chấm mấy bố. Nè con chấm này. Con cua này rất là ngon các bạn. Con từ nhỏ giờ con chưa được ăn bao giờ nhỉ?
Con nói cho cô chú nghe đi, con năm nay mấy tuổi à? Con năm nay mấy tuổi rồi? 7 tuổi. Ồ, 7 tuổi rồi mới được ăn con cua to này đấy. Nè, bây giờ cái này con ăn hay mẹ ăn? Cho con ăn đi. Nè. Ăn nó ngon mà, con ăn đi. Ngon nè. Thế mẹ ăn cái gì? Mẹ ăn cái con này. Được không? Con ăn với. Ừ, thì con ăn cái này đi. Ăn hết cái này đi, bố bóc cho. Bóc vô này trước rồi. Nhiều thịt quá. Wow. Rất là ngon. Quá tuyệt vời luôn. Nè. Đây, bây giờ bóc cái này nha. Bóc cái này cho mẹ. Mẹ cùng con cùng bố ăn. Đúng rồi. Đây các bạn nhìn này, rất là to nha. Tôi cầm cầm đi. To và bự chà bá luôn. Thế gì giờ cẩn thận cho cô chú xem một tí à. Đấy. Đó, thấy không? Và mình sẽ bóc cái này đi nha. Bóc cái này ăn nha. Đây. Cẩn thận nha, bóc qua tay đấy. Có này đúng không?
mút mút đó. Rồi này, cái gì thế này, mút rồi, hết rồi các bạn ơi. Chào đi, chào cả nhà, chào cả nhà nha, hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Xem này, mút món chà bá đi. Xem này. Rồi hết rồi, chào cả nhà nha. Hello các bạn nha, bye bye. Nhớ like, nhớ like, đăng ký kênh, đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh, ấn chuông bên cạnh nha cả nhà, nha cả nhà. Bye bye, bye bye cả nhà.